Alo, bên này xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa bà con và các bạn, một cái thực tế hiển nhiên nó đã xảy ra ở trên cái thế giới này. Đó là cái thế giới đơn cực do người Mỹ dẫn dắt lãnh đạo ấy, thì tất cả các mọi quyền lợi chỉ là nước Mỹ trên hết. Bất kể một chính phủ nào, do đảng nào lãnh đạo cũng là vậy. Thế thì nó biểu hiện rõ ràng nhất là cái cuộc khủng hoảng Ukraine tại Đông Âu gần đây. Thì dưới sự lãnh đạo của người Mỹ ấy, tất cả các nước phương Tây, Tây Âu, Đông Âu, Tây Âu, nhưng nó nói chung là nước nào nằm trong cái quỹ đạo ảnh hưởng của người Mỹ ấy, thì răm rắp nghe lệnh người Mỹ, đi dẫn đến một cái chuyện là gì? Cắt cái nền kinh tế của mình khỏi một cái nguồn cung về khí đốt và nguyên liệu thô của người Nga, dẫn tới một cái sự khủng hoảng hết sức trầm trọng về khủng hoảng nhiên liệu và khủng hoảng lương thực, vân vân và vân vân. Nền kinh tế của các nước châu Âu có khả năng nguy cơ và là sụp đổ. Thế người ta lại có một cái điều mà ai cũng biết rằng, một cái chân lý là người Đức thì không hề có bạn, người Mỹ không bao giờ có bạn, người Mỹ chỉ có lợi ích mà thôi. Ai cũng nghe như thế, nhưng mà do xưa nay họ là gì ạ? Ngoan ngoãn nghe lời Mỹ, bởi vì họ là một cái chủ nợ lớn, người Mỹ là chủ nợ lớn quá nên không thể không nghe lời. Nhưng trong cuộc khủng hoảng này, trong lòng xã hội châu Âu ấy, thì bắt đầu dấy lên những cái gì? Cái sự phẫn nộ, cái sự bần cùng hóa của con người. Đã đến lúc có lẽ là cái giới hạn cuối cùng sắp sửa đến, khi mà tất cả các chính trị gia, từ cánh quân sự để cho đến dân sự, người ta lên tiếng ồ ạt, người dân cũng biểu tình râm rộ. Thế từ ngày hôm nay có một cái tin hết sức đặc biệt như thế này, đó là trên báo kênh tiếng Đức của đài truyền hình Nga đăng vào ngày 4 tháng 7. Cái này thì rõ ràng người ta ít khi đưa tin lắm. Thế tên cái và đồng thời một cái số tạp chí của cái số báo cánh tả người Đức ấy, người ta mới đưa tin ra là có một bài mang tên là hãy mở Nord Stream 2. Thì cái Nord Stream 1 bây giờ là bị dừng lại, đóng 60% sản lượng rồi, và nguy cơ bây giờ người Đức đang đàm phán với người Đức với người Canada đang đàm phán với nhau không xong về cái chuyện là gì, đưa cái tất cả các vật liệu kỹ thuật các để mà mở lại cái dòng chảy, bởi vì bảo dưỡng ở Canada bây giờ không chuyển sang được thì chịu, đúng không? Thế người ta, nếu mà người ta theo lịch ấy, người ta cắt hẳn khoảng 10 ngày này đi nữa thì là càng chết. Rõ ràng đây là một cái con bài chính trị của nước Nga dùng năng lượng. Đấy, không phải là đánh vào những cái nước to mồm như là nước Ba Lan, nước Litva, Estonia hay là Ba Lan, mà người ta đánh chí mạng vào một cái đầu tàu kinh tế của châu Âu, đó là nước Đức. Đấy. Thế thì một lần nữa là có một nhân vật rất là lớn trong chính trị, trong chính trường nước Đức, đó là ông Oskar Lafontaine lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đấy. Khi làm như vậy là ông chỉ nói đến những cái điều mà nhiều người nghĩ, người dân nghĩ và tất cả những người có đầu óc đều nghĩ theo ông là như thế. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất bùng phát hiện nay là do tự chế các biện pháp trừng phạt chống Nga, và động cơ tăng tốc của nó đã gây ra thảm họa ở Đức và châu Âu. Ông ta nói là ông ta không thể ngồi yên như nhiều lần trước đây và đã đưa ra trả lời chính xác cho những câu hỏi hóc búa. Đấy. Cụ thể là hôm thứ hai, vị cựu chủ tịch đảng SPD và cánh tả Oskar Lafontaine đã lên tiếng trên mạng xã hội, là đầu tiên là ông chỉ trích các lệnh trừng phạt chống Nga và hậu quả của nó là sự bần cùng hóa của nhiều bộ phận nhân dân Đức. Nhiều bộ phận nhân dân, chứ ông không thể nói là chỉ riêng dân nghèo đâu nhé. Đó. Có những cái đoạn như thế này được người ta trích dẫn ra này: tôi không còn nghe những tiếng than vãn từ các ông Stetner là ông tổng thống và ông thủ tướng Olaf Scholz và những người khác về biến động xã hội sẽ phát sinh nếu giá khí đốt tăng gấp 3 lần,
Nếu năng lượng chỉ có thể mua ở các quốc gia như Mỹ, Ả Rập Xê Út hoặc Qatar và Nga, những quốc gia bị cáo buộc gây ra cuộc chiến tranh vi phạm pháp luật quốc tế, thì người ta nên ưu tiên cho nhà cung cấp hàng hóa tốt và rẻ nhất, đó chính là nước Nga. Ngày càng rõ ràng nền kinh tế Đức cũng gắn bó mật thiết với Nga vì nhiều nguồn nguyên liệu thô và phụ tùng thay thế cần thiết khác. Và ông cũng hỏi tiếp, làm thế nào mà các chính trị gia và chuyên gia truyền thông Đức chỉ có thể nhảy múa theo lời, theo tiếng huýt sáo của Washington? Đó là một điều vô nghĩa. Người ta không thể lặp lại một cách thường xuyên để đủ nói rằng nếu người ta phải cắt đứt quan hệ với một quốc gia ngoài phạm vi nhân quyền thì người ta không thể giao thương với Mỹ, quốc gia chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Thực sự xấu hổ khi thấy Biden trong cuộc họp báo với ông Scott, ông Cohn ở Washington và nói rõ ràng ai là người quyết định liệu đường ống Nord Stream 2 trên biển Baltic có đi vào hoạt động hay không. Khi nào sẽ có một thủ tướng Đức có can đảm để nói với Washington rằng đây là giới hạn không thể xa hơn? Sự nghiện ngoan ngoãn phục tùng này của người Đức sẽ đến từ đâu khi người ta thấy các nhà báo và chính trị gia Đức cư xử với Washington như thế đó? Và vì vậy là ông ấy yêu cầu, một nhà chính trị gia này yêu cầu một cách rất rõ ràng, nếu người ta nghĩ về nhân dân của mình thì chỉ có một cách, chỉ có một giải pháp duy nhất, mở Nord Stream 2 để ngăn chặn điều tồi tệ nhất. Sau đó ông đưa ra một giai thoại lịch sử có liên quan đến vai trò không vinh quang của các chính phủ Hoa Kỳ trong thiên niên kỷ này. Theo ông Lafontaine, đó chính là trách nhiệm về tình hình hiện đại. Ông mới trích dẫn như thế này: De Gaulle, vị tổng thống thứ 18 của nước Pháp, biết rằng Hoa Kỳ không có bè bạn, chỉ có lợi ích thôi, cũng giống như người Mỹ cũng đã cố gắng trong 100 năm để ngăn công nghệ Đức hợp nhất với nguyên liệu thô của Nga. Cuối cùng, chính phủ Liên bang Đức nên thấy rằng các biện pháp trừng phạt này không gây thiệt hại cho Nga, không gây thiệt hại cho Hoa Kỳ, nhưng chủ yếu là lại gây thiệt hại nặng nề cho nước Đức và châu Âu. Chính phủ Liên bang Đức và giới truyền thông Đức không còn có thể phủ nhận được những gì mà nhà kinh tế học nổi tiếng của người Mỹ Jared Sachs đã dự án kéo gần đây đã viết cho họ này: cuộc chiến ở Ukraine là đỉnh điểm cho một dự án kéo dài 30 năm của phong trào tân bảo thủ ở Mỹ. Đấy. Trong chính phủ Biden cũng có mặt những người tân bảo thủ. Họ đã vận động cho các cuộc chiến ở Serbia năm 1999, ở Afghanistan năm 2001, cuộc chiến ở Iraq năm 2003, cuộc chiến ở Syria năm 2011 và cuộc chiến ở Libya năm 2011. Và chính họ, chính người Mỹ là những người khiêu khích để Nga đưa quân đội vào Ukraine. Đó là những cái lời chỉ trích hết sức nặng nề của cựu chủ tịch các đảng cánh tả của người Đức, đã chỉ trích chính phủ Berlin và đồng thời chỉ trích nặng nề vào người Mỹ. Và cuối cùng ông Lafontaine, ông ấy đã kêu gọi khẩn cấp những người có trách nhiệm ở Berlin như thế này: nếu người ta đã mắc sai lầm lớn, người ta còn phải có can đảm để sửa chữa nó. Không chính phủ liên bang nào của người Đức có quyền làm cho hàng triệu người Đức nghèo hơn và hủy hoại nền kinh tế Đức. Không có một cái chính phủ nào có quyền làm cái việc đấy. Như vậy thì ta thấy rõ rồi, người Nga thì người ta nói chung là những cái nước, một số nước to mồm là người ta cắt xoẹt ngay. Bởi vì là gì? Ví dụ như cắt ở Bulgaria một cái lập tức là chính phủ sụp đổ. Cắt Ba Lan một cái thì lập tức là Ba Lan làm gì? Ba Lan thì họ là một cái nước nghèo, và nghèo ở trong cái EU, nghèo hơn các nước khác, nghèo hơn các nước phương Tây.
Nhưng mà lại gì? Do cái vị trí trí của họ ấy, thế họ lại có biết cách móc tiền của phương Tây và lợi dụng cái gì ạ? Lợi dụng được cái nguyên tắc chia sẻ năng lượng. Cho nên là cắt xẹt một cái. Thế bây giờ người Đức là e cổ ra mua khí đốt của người Nga, sau đó lại mua dầu và mua khí đốt của người Nga qua những cái đường ống hợp pháp. Sau đó lại e cổ ra mà bán cho người Ba Lan một cái giá chia sẻ là giá rẻ hơn đến 50%. Như vậy trong cái hoàn cảnh cả cái đất nước mình khó khăn như thế này mà bây giờ là cõng cho bao nhiêu nước láng giềng mà suốt ngày bị các nước láng giềng nó chửi cho nữa. Thế bây giờ họ có phẫn nộ không? Họ quá phẫn nộ ấy chứ. Nhưng mà trong khi đó là gì ạ? Xưa nay cái nền kinh tế thì không nói làm gì, nhưng mà cái gì? Cái nền chính trị của các nước Tây Âu ấy, nó lệ thuộc vào ông chủ nợ là người Mỹ nhiều quá, cho nên là họ càng ngày họ cắn răng cắn lợi vào. Bây giờ cấm vận dầu Nga nhưng mà lại phải mua lượng dầu của Nga thông qua một trung gian nữa, đó là Trung Quốc, đó là Ấn Độ, đó là những con tàu chở dầu lậu, đó là cái gì, cái thủ thuật chợ đen pha trộn dầu vào để mua về lọc lại. Nó mất bao nhiêu là tiền của nhưng vẫn cắn răng cắn lợi và mình chịu đựng. Đấy, đấy là một cái phi lý thứ nhất. Cái phi lý nữa là cái gì? Bây giờ là gì? Cái nước Đức đã quay trở về cái thời kỳ thứ nhất là về công nghiệp, thời kỳ điện than, rồi lại xây những cái bể chứa khổng lồ để mà dùng năng lượng mặt trời và năng lượng gió để đun nóng, sau đó mới cung cấp đến trong các gia đình để sưởi ấm chuẩn bị vào mùa đông, một cái công nghệ vô cùng cổ điển. Nhưng mà vào mùa đông thì năng lượng mặt trời thì nó ít, gió thì không phập phù, đấy, cũng không đảm bảo được. Và bây giờ đang kêu gọi tái khởi động lại nhà máy hạt nhân, nhưng nguyên liệu lại mua nhiên liệu lại mua từ đâu? Đó là một cái vấn đề lớn. Đấy. Người ta không đánh vào nền công nghiệp của nước Pháp, người ta không đánh vào đâu mà người ta đánh vào một cái nền công nghiệp mạnh nhất, đầu tàu kinh tế châu Âu, ảnh hưởng đến toàn bộ cái chuỗi sản xuất thông qua ở toàn bộ nước Đức và nước khác. Như vậy thì châu Âu sẽ, EU sẽ quỵ, phải nói là như thế, sẽ quỵ. Và thì bây giờ cái dự báo của người ta từ xưa đến nay ấy, nếu mà Nord Stream 2 không mở, Nord Stream 1 bị cấm vận, Nord Stream 2 mở, Nord Stream 2 mở thì bây giờ yêu cầu chính phủ Đức lại phải mở, lại phải cấp phép. Đây là một câu chuyện dài dài, nó sẽ tiếp tục đào sâu, khoét sâu cái mâu thuẫn giữa người Mỹ và người Đức. Xưa nay thì người Mỹ luôn chủ trương là sẽ rời cái mối quan hệ rất là mật thiết, bóp nát cái mối quan hệ gọi là tương hỗ lẫn nhau rất là mật thiết giữa người Nga và người Đức. Đấy, đấy là cái mâu thuẫn lớn nhất giữa Đức và Mỹ từ xưa đến nay, nó là như thế. Thôi còn thế tinh thần là họ đi đến cái cuộc khủng hoảng này họ dẫn đến đâu, và người ta làm những cái gì để đảm bảo được cái cuộc sống, đảm bảo được cái sự ổn định trong lòng xã hội của châu Âu nói riêng và nước chung ấy, nước Đức nói riêng ấy, chúng ta còn cần chờ thêm thời gian để xem xét. Xin trân trọng kính chào các bạn.